Bây giờ hai đứa gì hết? Đây, cái gì hết? Thôi gì vậy? Giờ các bạn. Lông gà chị bỏ giếp luôn các bạn ơi. Thôi con gì mà chín ơi, con qua nhà mà chín vậy nữa đâu mà chín ơi. Thôi tiếp, chào tất cả các bạn. Con cà chào cái bạn nha. Bên đây làm gì mà thầu đi xin nội trai. Ok các bạn ơi, bây giờ cũng trưa khá là nắng luôn các bạn ơi. Thì giờ anh em mình cũng rảnh rỗi nên Lâm Cà có ý định ý tưởng là dẫn anh em mình đi lên núi để xin nha các bạn. Ủa xin giờ xin hai thằng vậy đi xin tay không vậy? Rồi à, quá đúng á, nhà chính bà có chó. Có chó nữa là nhà mày có cây đồ không? Có cây đồ mới xin chứ. Có không có mày cây tao giá hàng xin. Giá hàng xin. Cây tao nhá. Rồi rồi. Rồi xin lấy vô. Đi qua nhà bà xin đi qua nhà bà mượn chó nha. Đúng rồi. Qua nhà bà mượn chó xin mà không biết cái vụ bữa bánh dịch của bà đó. Bây giờ bà cây cứu bà cho mượn không nữa. Trời không cho mày đi rồi. Cho không á? Cho. Cứ đi vô thử biết này. Để bà vô bà chữ cái tay còi nghe nữa. Có đâu, điều này. Đi không? Qua nhà bà liều phen mượn chó nữa. Làm liều ăn nhiều. Chạy ra. Ok bạn ơi, bây giờ cũng mình cũng tin thời lời của Thanh Long bạn, bây giờ làm liều ăn nhiều. Giờ anh em mình sẽ dùng hết sự can đảm để qua nhà bà Chín mượn cái con chó của bà nha các bạn. Hôm bữa mà con chó mà nó mừng mừng anh em mình á, vô cái vụ hôm trước mà các bạn coi clip trước thì đã biết con chó rồi, thấy con trộm cực kỳ mừng luôn các bạn ơi. Thì giờ anh em mình sẽ mình cùng Lâm Cà sẽ qua nhà bà Chín đó mượn con chó đi sang các bạn. Không biết bà Chín bà cho không nữa thì mời các bạn cùng anh em mình qua nhà bà Chín nha. Đi Lâm Cà ơi, qua đó mượn chó có đồ đó đi sang rồi. Kiếm đồ hàng rừng tiếp rồi. Ôi bây giờ cực kỳ nắng luôn nha các bạn. Quá, các bạn quá nắng luôn. Lâm Cà thấy mình mau trắng đựng xíu là nó hành lên núi xanh liền các bạn ơi. Hành lên núi đó xanh cho nó đen bớt các bạn. Trời trắng quá mà. Phải trắng 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 lên đi mai cũng đỏ đủ trắng với Ngọc Trinh chứ mày. Trời tao giờ cũng đen thui rồi đây. Thế người ta cháy như mực một nắng rồi nè. Biết các bạn nhà không? Mình đã tới nhà bà Chín trước cổng rồi đây các bạn ơi. Đây là cái con hẻm mà bữa anh em mình bắt vịt ra bị bà Chín bà dí đấy. Mà chó mà xem được biết nữa. Được rồi, cho đây, cho đồ. Bà Chín ơi. Nhốt mà. Bà Chín. Bà Chín ơi. Từ bà ngủ ra bà chữ tê còi luôn. Xe đạp đây là xe đạp hiện tại của bà Chín nha, xe ok các bạn ơi. Thôi chút nữa mượn xe đạp đó xem. Xe đạp hơi bị chắc đúng không các bạn? Xe đạp đó xe đạp cũ nha, không phải là xe đạp cũ thường thường. Ủa qua nhà bà Chín làm gì? Qua nhà Chín tính lấy xe đạp bà ra. Vô bà Chín nữa cho mượn chó xem. Trưa nắng rồi đi lên nó kiếm chút nắng đồ đó đen ngừ rồi dở coi các bạn ơi. Chứ giờ trắng quá rồi. Anh em nó kêu bơ đơ các bạn ơi. Giờ mình phải nhậm cái màu da mình đen lên một xíu. Để cho nó manly nha, manly. Giờ mình cùng Lâm Cà sĩ vào nhà bà Chín nha các bạn. Đó hỏi thử bà Chín ở đâu. Chín giờ đang nấu ăn hay gì các bạn ơi. Đang làm gì bà Chín? Bà Chín đây các bạn ơi. Nấu cháo gà. Cháo gà sao cháu giờ gà. Nấu trưa vậy? Wow, đây các bạn ơi. Các bạn thấy tái hiện lại cảnh mà thiết bắp hồng không? Chưa hồng. Của nhà ta sáng tác cái tác giả gì các bạn? Tác giả gì mà mình học văn dở quá anh quên cả. Wow, nấu nấu rau là lúc vậy bà Chín? Mày thấy bà Chín tạo không? Nấu rau rồi cho vịt ăn nhảy mày qua mấy vịt trộn. Ở mày ăn. Lâm Cà không được rồi các bạn. Vui. Bà Chín ơi, bây giờ con có một cái đàm phán này, nói chung là bây giờ ngầu đây khói quá bà Chín ơi. Lên trước con hỏi bà Chín cái vụ đây coi. Đây. Lên trước con hỏi bà Chín cái vụ dự án nghìn tỷ đây thôi, bà Chín đồng ý không? Nghìn tỷ à? Nghìn tỷ các bạn ơi, không đùa được đâu. Đây các bạn ơi, thì bây giờ mình cùng Lâm Cà đã mời được bà Chín lên trước để đàm phán dự án nghìn tỷ rồi nha các bạn. Giờ chính này giờ có hậu vụ bữa trong mấy chị đại rồi bà Chín con chó đây chờ trong vườn mà cho đi xanh cột nhà bà Chín hôm bữa bắt trộm đầu giờ còn thấy còn ai nữa không bị chơi mượn chó hồi nãy chúng lỡ cho vô trong... hôm bữa hai con cũng lỡ dài nhỏ mà bà Chín biết làng xóm này ai đâu hiền như hai con được chung đâu phá làng quá số mấy đâu mà,
Nên nay trưa nắng thì do thằng Long nó thấy con đen quá, mà con giờ muốn ra nắng mở ra nắng lý phần nắng biết làm gì cho trắng quá, người ta chữ bơ đơ. Giờ hai con định trưa nắng lên núi săn nữa cho nó đen đen xíu sẵn kiếm chiến lợi phẩm gì cái bà cháu mình quất luôn cho quốc mượn luôn. Chó đi săn. Quất chó ta đi á. Không mượn. Cho mượn chó mượn rồi một chút thôi. Không, bữa ai bắt đụng chích đâu. Giờ mới mượn chó nữa. Giờ con nghe giờ con nghe xuống dưới nghe xuống dưới chó bà chín bắt trộm rồi bắt xanh đồ hay lắm mà nên con nghe lên đây mượn bữa thấy hai con nó mừng mừng cho nếu như mà thấy hai con mà nó lạ lạ nó không chịu là con đòi nó dám mượn tính là cho chết đó không không cho mượn nó giữ gì một chút không để bắt trộm đó con chó mà chính nó thấy hai con là vô không xuống nên hai con vét được dịch đó thấy không không xuống à không không cho nhất định không cho bà chính vẫn không cho khen là không cho các bạn ơi. Đi bà chín cho tụi con mượn chó ăn xíu thôi. Chiều tụi con ta. Giờ trưa rồi, đỡ ông chín ông ngủ với giờ ngồi đây nói chuyện to quá. Ông chín ông dậy nữa, đi cho con mượn hai con gì liền luôn không thấy đâu. Không dạ. Đi cho mượn chó xíu đi. Dạ, đó tao cứu rồi. Tao cứu. Cút đi, cút. Tao mượn tao đuổi với bà chín. Trời ơi, nhớ nha, không cho mượn nha. Thôi về về. Ok các bạn ơi, sau một hồi thời gian mình đang ní khá lâu luôn thì bây giờ nãy giờ anh em mình có về nhà bị bà chín bà đuổi về các bạn ơi, không hề cho mượn bởi vì bà rất là cây cú cái vụ hôm bữa mà Long Cài bắt chịch bà hai view bà gửi chịch bà chi giờ bắt đầu mình phải vô mình bắt con chó luôn bắt con chó mà bây giờ bà không biết bà ngủ trưa chưa nữa nè chắc mai tịch tự xong giờ còn ngủ rầu chồng á tí nãy giờ chắc lâu lâu bạn côn mà bạn ngu ha mà chạy vô thứ mà chạy vô thứ mà chạy vô coi mà thôi là tôi vô mày lén luôn đó mày coi thứ bạn này chỗ giống á mà ngủ chưa xong mày ra chồng kêu tao cái gì ồ vô ai mà thấy tay chân không vô mà bấm thế nào và quýnh vẫn còn theo luôn các bạn không còn theo này các bạn thì giờ mày vô thứ tao chắc cầm mấy đồ nó khó chạy giờ mày vô một mình mày á mà coi người dân vô đi ăn rồi đi ha ha mày sợ gì quên chết rồi đi ăn giống mình mày đi không tao mang đi vô luôn tao cầm mấy quen xong mà chạy được tao mày vô mình đi mày lên mày vô coi bà thôi đi tao chưa đồ mình tao cầm mấy khó đi vô coi bà thôi có gì mày la lên tao chạy vô cứ tao đi tao sẽ buồn hả nó nhỏ đừng đưa bạn nghe bây giờ Long Cà nó sẽ lén vào nhà bà chính nó theo dõi nhà bạn mình sẽ ngồi đây không có theo Long Cà nữa bởi vì theo hai thằng thì bà chính bà sĩ nghi nha các bạn mình phải ngồi đợi chờ mình vẫn tiếp tục cái chức vụ là canh chó nha các bạn sao ngủ đâu cái canh chưa chắc không bà đang nằm giọng á ngủ không biết mày mà vô mày bà biết mày vô không không đang ngủ rồng mà biết ngu vậy ngủ là còn không biết là mà vô nữa vậy giờ mày liền vô mở cái ngõ phụ bữa bà biết cái gì bà rào rồi đi ngồi chính luôn á ngồi chính luôn mày với con chó nó xuống lên cái nó thấy bà nó xuống lên cái rầu luôn á hai thằng sao không sao không sao đồ tao cứ quanh mấy con chó một thằng tướng bắt đợn chó một thằng tướng bên canh chó đi rồi thôi không có liên thang tiền nữa bây giờ mình và Lâm cùng đột nhập vào nhà đó nhập nhà thôi dắt chúng chó đi săn rồi các bạn ơi đi. Không có liên thang tiền nữa bởi vì trưa nắng lắm rồi nắng đi lắm thôi cầm đây lại à, có gì chạy với đụng ai thì nắm tay sao chạy nữa không cầm đây lại nhỏ thả tay hai tiền nắm được đất cho tao ngáo cái gì mất cộng mấy bạn mình cùng Long Cà sẽ lên nhà nha các bạn đi nhỉ mày mà tính mày làm thì con chó bà chạy xa bất xa gì à làm thịt chó luôn tính làm thịt chó không cho làm luôn cái con nhỏ nhỏ nữa bắt tay mà hôm 10 giờ nó đẹp các bạn hôm giờ trưa đó cũng cái tật này hái hoa bắt bướm này chút nào mà bắt nè chết nè vô nhanh đi vô đi thôi đi vô đi nhanh
rất thơm, rất thơm. Vô vô vô. Ui. Đu. Đu. Vô đi. Giờ này còn gió nữa. Vô nhanh đi. Vô vô. Nhẹ nhẹ đâu đi, nhẹ nhẹ đâu. Ra làm quen nó bữa mày bạn nó mà. Đó. Ngồi xuống rờ rờ nó miếng. Đó. Rờ rờ. Dũng bạn làm. Ngẩu đồng, nó chân cái này chích. Đâu? Kim ngựa nha. Làm quen nó đi, làm quen nó đi. Nó xanh vui lắm, con chó này xanh vui lắm á. Nó mừng mày thấy không? Mời mời. Wow, chính cục chó cậy lắm các bạn. Cục đóng dây luôn. Giờ Lâm Cà đang mới dây nha các bạn. Chó khá mừng luôn. Đâu nhanh nhanh dưa dưa. Đâu đâu dưa dưa. Nhanh đi, đâu bạn rút chạy cái tiêu luôn á. Lên 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 lên. Lên mày u đầu các bạn. Bóp tay cho anh này u đầu các bạn. Dì 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 dì. Dắt chặt nha, dắt chặt nha. Đâu dắt chặt. Mày cầm hai tay vô chấm chặt. Đâu dắt chặt đi, dắt chặt đi. Nhanh 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 nhanh. Nhanh 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 nhanh. Nhanh nhanh đi 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 đi. Ok các bạn, anh em mình đã bắt được chó rồi các bạn. Nhanh nhanh xuống thường phục nó xem còn đi xin nữa nhanh đi. Rồi cụ đây, cụ đây, cụ đây. Cụ đây, cụ đây thường phục nó, cụ đây. Cụ đây. Rồi anh em mình bây giờ sẽ ngồi đây đỡ thường phục con chó này nha các bạn. Bởi vì mới đầu thì không dám dẫn sang liền mạng, nó chưa quen anh em mình lắm. Giờ phải đợi chờ ngồi đây anh em mình thường phục cái chú cún này mới được các bạn. Thời gian khá mệt luôn, thì bây giờ anh em mình đã thường phục và dắt được con chó của bà Chính ra tới nơi công ngõ của Liêm Cà các bạn. Bây giờ anh em mình chờ sẽ ngồi làm quen chó này thứ nó như thế nào, nó dữ hay nó hiền thôi các bạn. Bây giờ đó anh em mình đã được đưa nó lên núi đi xanh, chứ giờ đưa đi liền nữa anh em mình sẽ không đi nói các bạn. Thực sự quá nắng quá mệt luôn. Quá mệt quá bà ơi. Quá trời nó kính đâu rồi. Quá kính không đó. Trời nó lạ các bạn. Bây giờ chó đi nó chỉ được gặp anh em mình nó chó này chỉ gặp được anh em mình một lần ở bắt dịch nhà nó thôi các bạn, mà thấy anh em mình rất khá là mừng luôn. Ừ, nó đại tiện nó tè ấy. Đang tè các bạn ơi. Giúp giúp hai cô thằng nhỏ lấy ra bỏ quên sao hay. Đâu hay thôi giờ chết ra trá nó. Ở đâu kìa ra trá nó à. Má ngủ nhỏ bị to. Mày cho bỏ giết đầy hết. Chó giờ nó khá là nhát với anh em mình các bạn ơi. Khá là nhát luôn. Thường phục nó đi không? Đây đưa mày để vô.
mượn chó mà không cho. Hai đứa bay bỏ đồ giết đây, ta tưng bể bỏ đồ giết lên xích ra. Đúng, em trộm chó tao mày. Em trộm chó. Chó. Em trộm chó tao. Giờ chút chào mẹ tao dùng mẹ bây á. Giờ á. Chút chào mẹ tao ạ. Nha. Chó của tao là em chết trộm nha. Chút nha. Chó của tao đàng hoàng nha. Coi chú giờ á. Bà Chín ơi. Trộm. Giờ á. Bà Chín thôi, cháu lỡ thôi, bà Chín cho chú mượn chó em, bà Chín. Không, để cho tôi ngu vô, giết trộm chó tôi còn mượn luôn nữa. Bà vô nói cha mẹ mày nha. Bắt trộm chó tao vậy à. Vâng, không cho mượn mượn. Ngày đâu. Không, ngày đâu. Không ngày nào hết. Bây giờ bà Chín cho mượn xanh xíu, nãy lỡ. Do nãy thằng Long nó nói bà Chín ngu xe à, thôi vô mượn không. Cái chiều về không. Cột cho bà Chín không biết. Không, không cho mượn. Một lần đây sao là không không mà không có phá gì gì của bà Chín nữa đâu. Không, không có phá. Đây mượn một lần thôi bà Chín. Cha bây không cho mượn nữa. Chín một lần thôi. Rồi chứ không hoài Chín nữa. Không vô nhà Chín hoài nữa. Không, không có nên nghĩ hết. Chút nữa tôi vô tôi nói cha mẹ báo cáo lên dùng xã, dẫn dùng xã kìa. Tôi báo cáo ăn trộm chó. Không, thôi bà Chín xin lỗi mà thôi, lỡ lần này thôi đừng có báo cáo xã bà Chín. Đỡ Long Cà, đỡ Long Cà ở nhà làm clip với con nha, công an bắt mất. Chồng số tao đi Chín. Có giờ, tao ra tao nói cha mất mẹ mày. Đi bà Chín. Một lần nào đi. Trời cháu con cột đi, tôi sẽ xin con cột đi mà. Không có con cột gì hết. Chân cột ra đầu cho chân dìa đâu mà chút mà bắt trộm chó vậy. Bây giờ chín. Trộm chó vậy. Bây bà chín. Xin bắt con cột cái này, xin bắt cột kìa. Không, không có bắt đủ hết ạ. Bây giờ chín trộm chó vậy. Báo cáo, ta ra tôi báo cáo. Chó này khôn lắm nè. Công an xã hay là bắt chồn vậy. Bắt chồn à. Bắt ra mày luôn. Bây bà chín ơi, lỡ mà dù gì ra con chó đừng báo cáo ngay mà chín. Lỡ Chín đừng biết ngày cháu dụ quýnh cháu bà tao Chín. Tao biết ba mẹ mày ạ. Chút nữa tao biết ba mẹ mày. Tao đi dụ phục chó hả? Chín. Còn chó mà. Thôi Chín đừng biết ngày cháu Chín. Không. Ngày cháu bà quýnh chó đó. Bữa nay lũ bay không có vô nhà tao nữa nha. Dạ em dạ. Còn chó không vô nữa. Chút nữa tao ra biết ba mẹ mày ạ. Chín. Không có nên nghĩ lần nào nữa. Gì ạ? Tao Chín chó tao cột năm. Nha. Chín. Do tại mày á, bỏ giếp lại chi? Tao đâu biết đâu, cho nôn quá mà. Mấy Long Cà nôn kiểu gì bỏ giếp lại luôn bạn. Nếu mà chính ra cái bài sách giếp qua trái thằng Long nên muốn bắt được anh em mình đang ngồi từng phụng chó bạn ơi. Hình chưa bị quấn là ngon lắm mà. Quấn tao đó. Coi bạn, theo bữa trước bị quấn gà này các bạn ơi. Vẫn còn đường lành luôn. Quấn quá là mạnh luôn. Long Cà giờ hai tay đầy thẹo luôn các bạn ơi. Rất là căng luôn nha. Đầy thẹo luôn và ui khổ quá bà ơi. Ba căng luôn. Quá mệt. Quá bài. Ai đứa bay. Trưa tao ngủ mà vô bít trộm chó. Tao vừa ra nói cha mẹ bay. Thôi bà báo Chín. Báo cáo vô công an. Ai con dùng gì lỡ nãy báo do. Báo cáo công an bắt cho vừa ăn trộm chó. Ăn trộm vịt rồi giờ tao ăn trộm chó nữa. Sập lần. Thôi Chín lát giờ trong giáo nữa. Chín thà cho lát giờ trong giáo nữa. Lũ bay ấy ơi. Đây bà Chín thôi, lỡ một lần này nữa tao tụi dạ. Con không qua phá nữa đâu bà Chín. Hứa đi, lũ bị hứa ơi. Lát giờ lũ bị đừng vô nhà tao nữa nha. Dạ dạ. Nghe không? Lát giờ không thôi tao ra tao giáo nội Chín. Miết, bà mà má mày. Tụi lông báo công an xã, dẫn dạ. Cái xã. Hứa, dạ, mày hứa ơi, tao không tin được. Dạ hứa, lát giờ lát giờ mà vô nhà tao nữa không? Dạ không, lát giờ giống giáo nội Chín. Bích trộm nữa không? Dạ không, dạ không. Giống giáo nội Chín. Dạ là khối, tao khối miết ba mày giống thôi, tao ra miết ba mẹ mày. Dạ. Là báo công an xã bích nhốt liền. Dạ 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 dạ. Vậy thôi thằng Long nó hứa rồi nha bà Chín cho con à. Con biết gì con quen nó cũng quay phim cho con không biết gì đó. Nó là chủ mưu á bà Chín. Mà chủ mưu là nó tao. Thôi hai con xin lỗi nha bà Chín. Dạ con xin lỗi nha bà Chín. Út bây giờ hai đứa gì hết. Đây cái gì hết. Thôi gì giờ giờ các bạn. Long Cà chị bỏ giếp luôn các bạn ơi. Làm chứ đâu. Thôi con gì bà Chín ơi, con qua nhà bà Chín ngoài nữa đâu bà Chín ơi. Thôi thì clip của anh em mình bắt chó anh đây cũng không thành công nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hài hước thì đừng quên ủng hộ cho tụi em mình một like và một chia sẻ.
và nhấn kết vào đăng ký để nhận được những video tiếp theo của tụi em nha. Bye bye.